Ok, hôm nay là tháng 7, 2024. Tụi này đang ở một cái ranch ở Hesperia. Ranch này là 600 acre của bác sĩ Tuấn và bác sĩ Scott. Cái này ngày xưa là của Mộ Dao Đỏ, là sở hữu, bây giờ bác sĩ mua lại rồi. Hiện tại bây giờ thì có quyền, nếu mà người nào mua được thì có thể turn cái này into casino, hay là xây nhà cửa, hay là nhà thương. Đây là những gì? Có dê không? Giờ có dê không? Hồi đó có mười mấy con dê, cái này kia ông mua. Ông kia ông mua cái này 5 triệu rưỡi đó. Có, có người ở đây. Hai người Liên Xô phải không? Liên Xô, hai người Liên Xô. Liên Xô. Còn đây là cái chỗ này để là cho ngựa nó dừng chân đóng móng gì đó. Đó, khu này là. Còn cái này là các chuồng trại của ngựa. Ê, khi này chuyển qua làm cái phim trường được á. Ha? Ok. Làm phim trường được, ok. Đây, để, đây là những cái chuồng để mà cho mấy ngựa. Đây nè, chuồng ngựa đây nè. Chắc thời xưa là cũng không chắc. Đi tuốt ngoài sau luôn nè. Đây một bên, một cái chuồng bên đây cho gà đi bộ thì tối nó vô đi đến ngủ. Còn bên đây thì ngựa. Đó hoặc là ngựa cũng dễ, còn hai cái chuồng này thì gà tối vô nó ngủ mà thả đi bộ nữa. Ở đây cũng có nóng mấy nha. Ok lắm á. Hồi nãy cái chỗ mình đậu xe mà đi tiểu đó. Nó nóng dễ sợ, chỗ đó nóng dễ sợ. Chỗ này bây giờ mát lắm, ok lắm á. Đẹp quá ha. Đằng kia là cái mạch nước á, đẳng nó nước giếng á. Có đâu đây. Có nước giếng hả? Ở đây có hồ hả bác sĩ? Có, bên đây có con suối ở từ phải nè. Đi thẳng vào một dãy này gần đụng với cái núi á, có con suối. Đi đây chắc là sợ nó không khác hết. Khác. Nãy lúng vô cái khác. Lúc trước là chỗ đó là làm sula đó. À vậy đó hả? Dãy giờ xa nó ấy hết rồi. Rồi rồi mua cái sô la luôn. Ờ. Lâu ai đây đâu làm gì đâu rồi. Còn bên đây thì có một dãy nhà như mua bộ hôm á cũng mười mấy căn đó. À. Bên này nè rồi sao rồi. Không ai quản. Ủa cái này có ai vậy? Cái trailer này có ai vậy? Của mình luôn. À. Nó sập xuống rồi cái cho tụi kia nó lấy ba cái sắt, ba cái đồ đi hết. Ừ. Kêu nó vô chở chứ nó sập rồi nhìn sợ lắm. À. Còn một số dụng nó không lấy rồi. Này là một là con gopher, hai là con rắn. Gopher phải không? Cái chỗ đó là nước giếng nó lên. Con gopher đó. Nó lên cái đường đó đó. À. À. Là có sẵn rồi đó ha. Ừ, có sẵn ở đây. Tốt quá. Mặt nước. Tại vì cái đất này cái có nguồn nước dưới rất là phong phú. Ừ. Cái nước đó nó pump đó. Pump thôi. Chỗ cái pump ra đó. Nước từ chỗ cái máy kia lại đây. Ở đây cái trồng trọt được cái trái gì đây hay là trồng được, lúc trước thì trồng bắp.
bắp hả? Ừ. Anh thấy thanh long trồng được ở đây đó. Thanh long lại nó thích. Ừ. Trầm hương lâu năm mới hoạch được. Ừ. Nhưng mà không biết cái khí hậu này nó chịu nổi không? Nó nóng cỡ này là hết sức rồi, nó nóng nữa. Cái này là nóng chắc rồi đó con. Cái này là nóng chắc rồi. Tuyết ở đây hả? Tuyết. À, một năm nó có đây có mấy ngày tuyết à? Mấy ngày tuyết rơi nhưng có mấy ngày mà lên cao cũng phải nhiều này. Ba ngày thôi, nó ra. Đây mé chỗ đó sau cái đập đó đập nước đó, sau lưng cái dãy nhà đó là cái cổng sau của siêu vật đó. Ừ. Cổng sau của cái resort này. À, đó. Đó là cổng sau đó ngay chỗ cái đó mình thấy cái dãy đó. Đây mấy căn nhà này cũ rồi. Ừ. Đây có bench rồi hết nè. Để ngồi chơi barbecue. Oh yeah, cũng nice đó. Rất là nice. Mang lại vô đi. Ừ, ở đây relax được á. Mang giày vô luôn, mang giày luôn. Điện nè, có nè, có điện. Nè, có đầy đủ hết rồi. Có bếp, có tủ lạnh. Ừ, đầy đủ hết rồi. Thôi, tôi ở đây, tôi lên xuống đây nè. Ừ. Đầy đủ rồi. Coi đi tiểu đi nha. Không có gì đâu, ai dọn dẹp đây đâu. Trời ơi, mấy con sóc nó vô nó phá. Ờ. Phá dữ á. Nó chung vô nào thì nó phá rồi quá trơn. Rất nó chung vô cái chỗ nào đó. Nó vô nó cắn, nó ăn cái này nè. Mushroom. Trời ơi, có con cóc nó rớt này nè. Sao nó nhảy ra hay vậy ta? Nè. Thôi, bỏ nó đi. Nó rớt trong đó hả? Nè. Đây có sẵn nước luôn rồi. Thôi lâu quá, họ không dám vớt ở đâu. Nó vô rồi, nó khát nước á. Rồi giờ sao ra được, chỗ nằm nó luôn sao giờ? Một là nằm đó, hai là nó giật nước. Thôi, muốn mua lại rồi. Thôi. Cũng ok đấy chứ. Có cái bọng ngoài này nữa, nằm lại. Ừ. Sống một đời country life. Ừ. Sống một đời country life ha. Châu cũng có nói nhiều lần rồi nhưng mà không có kỳ không có tư duyên để tới, bữa nay mới tới. Cái hồ nằm đâu vậy bác sĩ? Ảnh nói là khu này phải không? Cái khu bên đây là cái siêu vực nhậm hồ nằm bển, còn đất mình lát ra suối nằm bên đây. Ở đây ở sau của mình thì lát. Ở đây là con suối, bên chỗ này là con suối dẫn nước từ cái siêu vờ của lát nó chạy vô. Ừ. Lát đi coi luôn. Dạ.
qua mấy cái nhà đi. 600 acre là mà lớn lắm. Lớn lắm. 600. Đó từ những cây đó là cây gì? Cherry. Cây gì đỏ đó. Vậy đó hả? Cái màu đỏ. Really? Ờ. Mình ở đây mà vậy nó survive được là hơn hết á. Ăn được cái tới kỳ bữa cái ông kia xuống hái nhiều quá mà ủa này nó thấy đâu vậy nó chỉ vào đó tao ra thấy. À. Hái nhiều số mà nó chua. À, cherry mà chua. Ừ, nó chua. Nhưng mà nó survive đây là ok đó. Cái khí hậu này ok đó. Đó nhiều cây mười mấy cây là mình không biết nha. Mình xuống đây cả năm mà mình không biết mình tưởng là cây gì, tưởng cây kiểng thôi. Cái chỗ mà thấy. Cái này mua hồi tháng 12 2020. Tháng 12 ngày 23. Sau Covid hả? À, sau Covid. Nghĩa là sau Covid, Covid là bắt đầu tháng Giêng rồi đó. Tháng Giêng là bắt đầu, tháng 3 bắt đầu shutdown. Tháng 3 2020 đó. Sau Covid nó còn rẻ, sau Covid là đất nó tăng lắm. So far rất là mát quá thì ha. Nó mát okay chứ không lắm. Mà nhìn thấy nó thoáng lắm. Cái khu này mà làm một khu nghỉ dưỡng rất là tốt luôn. Tại vì người người cao niên đó họ thích ấm. Họ không thích lạnh, lạnh họ đau xương. Thứ nhất là lạnh nó cũng lạnh. Mà lạnh nó không có nhiều, nóng không có nhiều nữa. Anh ra ngoài có cái bổng đi ha. Nhưng mà điểm đây nè, nó gần bước ở đây là du lịch khu đó đó. Sau giải nhà đó đó. Là cái cổng sau của cái siêu vận đó. Từ chỗ cửa mình ra tới đó lái xe đi 3 đến 4 phút là tới cổng sau rồi. Còn lên cái cổng trước thì khoảng 13 phút. Còn đi siêu thị